kẻ đã bị bao, đã bị bao, cà bao bao bao, cà bao, cà bao về nhà. Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại kênh YouTube bé, ủa lộn, kênh YouTube phần này Gaming TV của mình nha. Ở thì hôm nay mình sẽ sử dụng vị tướng Triệu Vân, mình đi rừng, cầm chừng chị đi rừng, ghê không? Bây giờ mình ăn mùi xanh, xong cái mình ăn con quái nhỏ kế bên, xong rồi ăn quái nhỏ kế bên ấy. Rồi đi qua farm bùa đỏ các bạn, farm bùa đỏ xong ngay mình farm mấy con quái kế bên là mình lên được cấp 4, thấy ghê không? Rồi cái làm gì nữa, đi răng các bạn, mình đi rừng mình không răng mình đi làm gì, đúng không bạn? Thấy ghê không? Trời ghê chưa, ghê 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 chưa, ghê chưa, ghê chưa? Ôi ghê quá, ghê luôn, mới vô địch một kêu luôn. Ê ê ê, bớt phiết cho mấy đè giùm cái luôn mấy bà. Trời phiết quá rồi nó, hồi sao quánh mấy không cứu đội. Trời ơi bay nè, nó mạnh quá trời mạnh luôn mà vô phiết cho nó hai mạng. Trời ơi trời, rồi kiểu này sao ta. Ôi farm bùa đỏ này xong, chúng ta sẽ bằng những gì tiếp theo nè các bạn ơi. Ở thì không biết nãy bà con có để ý hay không, cái thằng nhậu khỉ bên kia là nó ăn bùa đỏ trước đó, cho nên là bây giờ có thể có nhiều bạn hỏi mình cái dòng đỏ đỏ đó là cái gì nha. Cái dòng đó là nói chung nó khá là hay đó, các bạn có nhu cầu hồi máu các bạn cứ chạy một vòng vô dòng màu đỏ đó, các bạn hồi máu lẹ lắm, một phát một thôi. Ơi ơi Dương ơi ơi, lỡ quánh tăng cơ luôn rồi bà con ơi, lỡ rồi đập nó luôn đi, đậu tranh không có khái niệm nào là tờ râu hết ha bà con ha, tờ râu đập lâu cũng chết à, bớt chống cự đi. Đó, anh bay nè cũng đã xuất hiện, anh quyết cũng đã đang bắn, còn anh nhậu khỉ đâu rồi ta? Trời ơi sao nãy giờ không thấy anh đâu hết nè. Thôi lùi lùi các bà con, hết chừng tà rị rồi, cho nên mình sẽ ăn con quái nhỏ này để mình hút được tí xíu máu, cũng như là mình sẽ chờ cái chừng tà rị của mình ha, rồi sau đó mình lụm cái con đồng này mang lợi thế về cho tem nha. Từ từ các bạn ơi, bình tĩnh tự tin và đừng cay cú nè. Ý chờ xíu bà con, long huyết có rồi nè, mở long huyết lên chạy ra bữa pha lồng nách vô bạn mặt nữa. Ơi đồng bạn ơi, tôi bò về, tôi bò để tao ăn đồng, tôi bò về đi bạn nè, về luôn đi. Cái vậy mà mày đâu rồi? Tao có ai té bay nè trên bản đồ mà con bơ bơ em tém tém lại em, không phải xanh là muốn chơi giọng cha là được em. Nhà con chó bỏ luôn bà con ơi, dầu khỉ nhà cậu bùa tôi luôn rồi. Trời ơi rồi giờ sao lấy cái bùa được ta? Thôi ơi trả bùa đó anh ơi, thôi em làm gì đâu, em vô em hỏi rồi mà, làm gì căng quá vậy. Ôi về bà con, cái bùa không phải là cha là mẹ ha, thua cái kèo này ta bày cái kèo khác chứ chuyện đông căng nè. Cú chấp lấy cái bùa nó mắc công dãnh cụ tội đó. Rồi xong xe ly ca rồi, đáng chạy đi bạn ơi. Thôi nha đừng quánh ở nhà, thôi nó mới ra luôn đó, nó mới ra luôn, xong giờ đi vô lại bà con. Bay nè mạnh bờ cờ á, nó mạnh thiệt, nó mạnh quá, bởi vì nó chơi cái giọng cha quá bà con ha. Ở cái đó cái chuyện của nó đi, mình đừng quan tâm tới bà con ha, ai đón kè. Cái vấn đề mà mình cần quan tâm ở đây là bây giờ mình sẽ làm cái gì tiếp theo. Thì cái trận đấu này nó mới âu sầu cơ nè các bạn ơi. Thì như các bạn đã thấy rồi đó, anh Tủ Lạnh mới vừa nói, anh bài nè, anh mạnh lắm, cho nên là mình phải ra, mình đè anh, mình bát bà con. Bài nè, anh chọc thanh cỏ nè mày. Về nhà ít ba ha bà con ha, chết ra con rồng cái nè, gà chết chỗ con rồng cái nữa, cái hai quất cái bóc ngay nhà nó nữa, cái thứ ba bây giờ nó đang chữ cái giọng cha trong đó. Ơi cay không, cay cay tất nhiên là cay rồi đúng không các bạn, giết ta ba lần liên tiếp là tao mới cay rồi đúng không, không đúng đúng rồi, thôi đúng đúng gì chị đúng không, bằng bên đi. Còn bây giờ lên đây tắp vách ma lóc nè, bớt chống cự anh lóc ơi, thời bụ này mà anh chống cự là anh chỉ có bụng bự thôi anh ơi, anh nằm yên đó coi lấy trụ nè. Bây giờ đó bà coi không, lấy thêm được một mạng là tổng cộng là 2.0.3, bao thêm được cái trụ nữa bà con thấy sao, phe hôn đẻ hôn trầu âu ta nói nó phe mà nó đẻ mà nó phe thôi nhé luôn nha bà con nha. Đó, bây giờ bùa đỏ bị cẩu đi rồi,
thì mình qua mình cẩu cái bùa đỏ nó lại. Đu mà con như vậy nó mới cân bằng chứ chơi mà nó cướp ền bóc hoài là đâu có được. Chắc có thở không anh ơi? Rồi, cái bùa này là của em nè, chứ không có cái niệm nào là cái bùa của ai hết bà con. Cái bùa này là bùa của em. Ok, cướp công cái bùa này á là mình giọt liền nha các bạn, chứ không nó dùng nó đé, nó đấm, nó ngắt, nó nhéo là mất công lắm đó. À đồ, tất kẻ đã bị bao vây. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu hả tu bò? Mày chạy luôn đi. Chứ thằng đó quánh nó mất công mẻ cây thương, không biết nó chết chưa hả bà con. Thằng này à, thằng này dễ quánh hơn nè. Mày lộp, thằng này chắc cũng mẻ thương hả bà con. Cái tầm này đánh nó như gãy ghẻ thôi bà con. Nhưng xíu nữa nó sẽ là một câu chuyện khác đó bà con ha. Khác là đúng rồi, ví dụ hồi nó ví dụ như nó xanh hơn là mình đánh còn gãy ghẻ hơn thôi bà con. Còn mình xanh hơn thì mình đánh nó đậu, xanh đánh nó lên bờ xuống ruộng luôn. Còn nó xanh hơn là này mày tự ta, mày tự tới nha. Mày tự tới nha, tao không kêu tới, không mượn nha. Trời ơi, tụi bay đậu xanh nè, chơi bay tụi bay luôn nè. Tức là quất, tức là chơi, chơi mày luôn, chút chơi mày luôn, đập bò bà mày luôn nè. Anh cho, anh cho, anh cho, anh cho, anh cho, anh cho, anh cho. Rước này liền, ta nói mỗi thằng nằm một hướng thì bà con chạy tới là một ba bé đều. Dành cho anh dân cà. À mà này các bạn ơi, chắc hẳn là ngày hôm nay á, bạn nào mà đam mê chơi vị tướng Triệu Vân này, các bạn vui lắm đúng không nè. Đó, các bạn đâu có ngờ là ngày hôm nay mình mần clip về vị tướng này đâu đúng không? Đó là do thời gian vừa qua mình thấy có rất là nhiều bạn yêu cầu mình mần clip về vị tướng Triệu Vân này. Và bản thân mình á, thì mình không chơi cái vị tướng này nhiều các bạn. Mình không có chơi tốt, cũng như là thỉnh thoảng lâu lắm mình mới mần clip một lần á bà con. Và cái clip Triệu Vân gần đây nhất của mình không biết các bạn có để ý hay không, nó cách đây khoảng tầm 11 tháng rồi các bạn. Tầm đó đó, quá lâu đi. Và bữa giờ có nhiều bạn kêu cho nên là mình cần thời gian để mình luyện tập từ từ các bạn. Mà mình luyện cũng được khoảng tầm 4 ngày rồi đó. Đó, ngày nào mình cũng chen vô mình chơi 1 đến 2 trận, mình cố, mình luyện tập. Nhưng các bạn đâu biết đâu, sao để các bạn biết được. Các bạn biết rồi, mình mần clip, các bạn coi nó mất hứng sao bà con. Đó, và đó là lý do tại sao là ngày hôm qua mình không mần clip được lặng vậy các bạn. Tại vì mình cố tập trung vào để mình luyện tập, mình train lại cái kỹ năng của vị tướng Triệu Vân này để mình sử dụng cho nó mượt. Nó mượt mà cái kiểu mượt ức á bà con. Mượt ức giống như trận đấu này nè. Để mần clip cho bà con coi, bà con đỡ chán, thay đổi vị tướng liên tục luôn. Thời gian vừa qua các bạn thấy mà đúng không, mình đổi tướng là thì thôi nhé luôn. Đó, để giúp cho cái kênh nó đa dạng hơn, các bạn xem nó đỡ chán hơn đúng không nhau Khỉ? Đúng nè, đúng đúng gì cũng đi quả tiễn đi anh. Nhờ có cái ma chú mà mình biết được là cái hướng di chuyển của nó ở đâu. Quá phe luôn ha bà con ha. Tôi xin phép bà con, bây giờ mình nói luôn về cái vấn đề buôn phù hiệu ha. Ở thì đây là buôn phù hiệu của mình nè các bạn. Vượt khổng mang và phù hiệu cấp 3 là ma chú nha. Còn ở hai nhánh phụ là thành khởi nguyên nha các bạn. Nhưng các bạn đừng lấy cây liềm, hãy chọn cho mình là quả cầu băng xương ha. Nó phe nó đẻ hơn á các bạn. Gì mày? Ê bớt nha. Mày thích đu bà rào không? Mày thích đu bà rào không? Một lần nữa là đậu tranh đừng hỏi tại sao ngang. Tao cho quần lên nóc nhà đấy á. Ông đu bà rào quá định kiếm chuối bà con. Hồi nãy mà nó đu qua được cái con quánh nó nhập chuyện đó bà con. Bởi vậy mấy mục tiêu này nó hay đù quến thanh niên trai tráng tại các khu vực lên, đặc biệt là mấy thằng rừng á bà con á. À mà này các bạn ơi, theo như cái quan điểm của mình thấy á, thì khi mà các bạn sử dụng vị tướng Triệu Vân này, các bạn đừng dùng phù hiệu là đấu khí nha. Các bạn nên chọn là ma chú đi, kết thúc người ta cho nó lẹ nha các bạn. Bị gì sao nè, cái chiêu cuối của vị tướng Triệu Vân khi mà các bạn sử dụng rồi đó, thì những đòn đánh thường kế tiếp của các bạn toàn là sát thương chuẩn không à. Cho nên các bạn cần chi phải tích được đủ 10 tầng của cái đấu khí để các bạn được thêm xiên giáp và đặc biệt là hô hồi một lượng máu nhỏ. Cần chi các bạn, chiêu 2 của vị tướng Triệu Vân này các bạn mà quẹt trúng quái hoặc là trúng tướng đó, là các bạn sẽ được gì nè, tăng tốc độ đánh rất là nhiều, kèm theo đó là một lượng hút máu cũng không hề ít đâu các bạn ha. Còn cái chiêu 1 á, thì các bạn sử dụng các bạn sẽ được á. Ê, nói sao nha bà con, are you ready? Lên, chú làm gì coi, lại phải lên. Tới luôn mày tài ơi. Tới luôn. Có vài chục giây chứ mày. Trời ơi, bát cái nhẹ thôi ha bà con ha, happy điều gì ảnh luôn. Ồ, bà con thấy không, ở chiêu 1 mà bà con sử dụng đúng cách á, là bà con sẽ thoát khỏi giao tranh cực kỳ tốt nghe. Bị gì khi mà các bạn bị người ta làm hiệu ứng đồ á,
những hiệu ứng nhẹ thôi ha. Các bạn bật chiêu mộ một cái, các bạn sẽ hóa giải cái hưởng đó liền, và các bạn tăng tốc độ di chuyển, các bạn cứ thế mà các bạn giọt nhen đó. Và mình chỉ nói là sơ sơ ngắn gọn xúc and xích về cái bộ kỹ năng của vị tướng Triệu Vân này, để bạn nào mà Happy birthday Mỹ ba cậu thanh ông bay nè, này là bà con phải đập nó như vậy đó. Chứ bà con đừng để nó chơi, bà con để nó chơi nó thanh nó quánh đầu, cho nó quánh là lên bờ xuống ruộng, nó dồn đam lẹ lắm bà con. Bởi vậy bà con phải chụp cái đầu đó, bà con đánh nhiều vô nghe, thì như thế nó mới yếu được. Rồi các bạn á sẽ không có sợ khi mà đối đầu với nó đâu ha. À mà này các bạn ơi, nếu như mà nãy giờ các bạn xem clip của mình mà các bạn cảm thấy là cái clip của mình nó vui nè, nó hài nè, nó ý nghĩa nè, nó mang tới tiếng cười sảng khoái cho các bạn khi bạn xem nè, và đặc biệt là nó có thêm vài cái mèo gì đó sẽ giúp ích cho các bạn trong thời gian sắp tới các bạn leo hạng nó dễ hơn á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Cũng như là nếu như mà các bạn yêu mến và yêu quý mình hơn nữa đó, các bạn nhớ cho mình xin thêm một nút like nha, và một lượt chia sẻ nè, để cái kênh của mình cũng như là cái clip của mình nó được phát triển nha các bạn. Còn bây giờ thì xin phép các bạn mình nói về cái vấn đề bu ngọc cũng như là bu đồ ha. Ở thì ngọc đỏ mình chọn là 8 viên công bình lý và xiên giáp, 2 viên tỷ lệ chí mạng nha các bạn. Chi nè, để thỉnh thoảng những đòn đánh thường của mình á nó sẽ nổ chí mạng ha. Còn ngọc tím á là 5 tốc đánh tốc chạy, 5 công bình lý và tốc độ chạy ha. Ngọc xanh là 10 viên công bình lý và xiên giáp nè. Và còn đặc biệt nhất trong clip ngày hôm nay đó chính là bu đồ nha các bạn. Và đây là cái bu đồ ghép. Các bạn nên áp dụng vào, căn xét vào tình hình trận đấu các bạn lên, thì trận đấu đó mình đảm bảo các bạn sẽ chơi nói chung là nó đẻ cực kỳ luôn bà con. Đó, cái shot đầu tiên mình chọn đó chính là cây rìu lam tạc, nhưng mà không lên hoàn chỉnh nha, lên cây rìu lê giờ 2 thôi. Sau đó qua cái shot thứ hai lên đi dày hậu vệ luôn, đừng lên đi dày kiên cường nha các bạn. Xong á, qua cái shot thứ ba lên thẳng cây phối hợp kiếm luôn, đừng lên thương xiên phà nha. Lý do tại sao nè, thì như nãy mình đã nói các bạn rồi đó, sử dụng chiêu cuối những đòn đánh thường toàn là xét thương chuẩn không à. Đó, cái shot thứ tư á lên cho mình là giáp hiệp sĩ. Cái shot thứ năm là cái đai kháng phép, sau đó qua cái shot cúng cùi lên hoàn chỉnh cho mình luôn thánh kiếm đậu xanh, bữa là chí mạng thôi rồi luôn á bà con. Rồi bà con căn xét qua tình hình trận đấu, nếu như mà đam tụi nó là mạnh về phép thì lên cho mình quân chân trôi, còn nếu như đam mạnh công nghị lý lên cho mình khiên thức chiền. Đó, nhớ nha các bạn. Đây, clip của mình đến đây là kết thúc. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra để xem clip ủng hộ mình nè. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo vào ngày mai nè. Bye bye. Bà con ơi, bà con ơi, bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì bà con hãy đến với lại Tân Voice Shop, shop điện thoại của anh Tân Voice tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Hiện tại đang trả góp 0 đồng, trả góp 0% lãi suất, trả góp từ xa không cần tới luôn, và trả góp thẳng trên web luôn, mà trả góp mà không cần gọi người thân luôn. Nói chung là việc hồ sơ nhanh nha, quẹo lửa luôn bà con bác ơi.